Chào tất cả các bạn, bây giờ mình sẽ rã cái con 78 mắm tôm này nha các bạn. Con 78 mắm tôm. Các bạn cần món nào các bạn liên hệ Zalo và gọi trực tiếp nha. Bây giờ mình sẽ quay kỹ. Những anh em nào muốn lấy món nào thì liên hệ với mình. Đây, cặp bánh này các bạn. Cặp bánh đẹp nha các bạn. Chưa bị rỉ sét này nọ, có nhăm nhăm theo thời gian nhưng mà chưa có lủng mục gì nha, đùm rất là đẹp nè. Đó, giò gà thì không không niễn nha, nước sơn rồi, nước sơn dinh hết, không có dặm tốt và xước xước rồi hòm mốc chút nè. Đó, bầu thử mình sẽ con cục máy rất là êm nha. Đó, đặc biệt là cái sương mù này nó còn sáng nha các bạn, nổ máy lên sương mù nó còn sáng nha. Đấy, gáo đèn có chỉnh pha rất là đẹp nha. Cầm nè, công tắc xài ok hết, con này nó có cột cái cầm dây kẽm, đồng hồ chạy hết nha. Cái yên đẹp nhưng mà ở trên bị lủng lỗ một chút các bạn, này bị lủng lỗ một chút đây nha, để sắt. Đó, bình xăng đẹp nè, tất cả đều zin hết. Đó, ba gà chập đèn hậu zin nha. Đó, anh em coi kỹ. Đó, anh em muốn lấy lẻ cái món nào thì cứ nhắn tin trong Zalo, mình sẽ chụp hình trực tiếp cho các bạn coi nha. Đó, cốp. Giờ mình sẽ rã. Xin con này. Con cử nè, càng vẫn kêu nha. Càng thắng nè. Giờ đạp cục máy. Nước sơn cục máy đẹp các bạn. Đó, cái bình này mình gắn thêm đó. Lâu quá hết bình rồi. Cái cây bồ. Cây bồ này gắn cho xe 78 cánh án 67 còn ngon. Ở phía dưới nó có hàng một đường phía dưới nha các bạn. Dưới cái hàng đường dưới gấp nè. Đó. Bánh. Xi nhan rất là đẹp nha các bạn. Tem zin còn nè. Rồi, mình sẽ nổ máy nha. Nổ máy không cần lên ga nè các bạn. Máy rất là êm nha. Thấy chằng. Khô quéo luôn rồi. Hết xăng rồi. Đổ thêm miếng xăng. Ok. Đã đổ thêm xăng. Đặt á. Không cần lên ga nha. Các bạn nghe cục máy rất là êm nha. Cục máy cực kỳ êm luôn nha các bạn. Đầu cam cò không kêu nha. Máy rất là mạnh. Đó, dành cho anh em là lấy nguyên một cục máy bình xăng con nè. Anh em có thể mua nguyên cục máy đây. Quẹt mua nguyên cái đầu, quẹt đầu bình xăng con nha. Thì mình sẽ bán theo thứ tự là cái cục máy trước rồi mới tới cái đầu rồi mới tới bình xăng con, lưu ý nha. Đây mình sẽ bật cái đèn pha cho các bạn coi, cái đèn pha nó sáng nè, cái đèn sương mù cũng sáng nữa nè, sương mù rồi đó, đèn sương mù sáng các bạn thấy vui chưa. Còi kêu nha, điện yếu rồi, xi nhan nè, nhan đầu. Máy nó hơi yếu mà. Đó, có còi nha. Phải điện máy lớn còi nó mới kêu. Mình
xương con ngon sạch sẽ, không chảy xăng gì nha, không chảy xăng nha, xăng thường là không chảy luôn nè, đó khô queo nè. Ok bây giờ mình sẽ rã nha. Đây bây giờ mình sẽ rã em này, anh em lựa món giúp mình nha. Còn lại cặp bánh sao, anh em nào cần lấy cái nào liên hệ giúp mình nha, nhắn tin trong Zalo giúp mình cho các bạn. Bây giờ mình rã nên không quay trực tiếp được đó. Rồi
Rồi, nó quay lại tấm cộm. Tấm hợp lại tất cả những món anh em lựa món nào nha. Bây giờ mình sẽ đi vệ sinh sạch sẽ hết rồi sẽ quay lại lần hai. Giờ coi lần cuối cùng. Đây cặp đầm nè. Đó. Niền nè. Cặp bánh trước với cặp bánh sau. Đây. Gắn cặp bánh thì nó chung đời cho 7-8 cánh én, 81 đời đầy đầu. Ê không lộn, 81 không phải, 7-8 với cánh én nha, 7-8 với cánh én chung. Những tất cả những đời đầu như là đam rồi đó xài chung hết. Cặp phụ. Đó. Bây giờ mình đi vệ sinh nha, vệ sinh rồi lên từng cái. Mới rã xong rồi. Đó. Anh em cần món nào cứ đặt nha. Vệ sinh xong rồi có hình. Lại một bình thường xi nhan vàng đó đẹp chưa hàng gấp gấp đẹp chưa hàng nha. Cắt dầu gà nè đó. Dầu gà bao xài tốt nha. Giờ dặm đập thắng đặc biệt nó dẹp nè các bạn, đời đầu á 7-8 cánh nén, cánh nén 7-8 đời sau là hết rồi, thấy 7-8 đời đầu nó mới dẹp nè hả, cánh nén đam rồi đó, dành cho nó mới đúng đời 6-7 rồi đó. Này nè 6-7 nó cũng đúng luôn nè, chống đứng nè, cặp cầm. Là cổ đẹp cà phổ vệ sinh xong là bá cháy của chết rồi, trong nghiêng các máy sườn sườn đẹp nha, bằng xăng to. Dây điện cặp cốt, dây điện nè, dây điện không đứt cọng nào đâu nha, nguyên viên rất đẹp luôn. Đó, dây điện hòa bò tử còi kêu nha, còi kêu tốt nha, chữ A hộp xích. Đây. Xích đẹp quá. Cái khóa bộ khóa có đèn pha đẹp, điện đẹp, yên yên đẹp hết, lủng lỗ này nè đó, còn lại da vẫn zin nha, da vẫn zin, qua gà rồi. Ok bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, anh em cần món nào gọi trực tiếp nha, gọi trực tiếp giúp mình, đặt hàng trước, tất cả đều hàng đẹp hết nha các bạn, rửa xong sẽ lên thành lần hai cho các bạn nha.